都干嘛干呢？你都没找我嘛干？哦，去谈呢呢，是啊。lông xì lông đi nữa à, lông này quay nó không cháy đâu rồi quay vào lửa còn mỡ nó không cháy lông nổ phân nhỉ, nguy hiểm đấy nhỉ, cầm cái ga vào đấy là thứ nổ vỡ mặt đấy. Đứng xa một tí, đứng xa một tí bình ga ai biết được, chứ chắc không không. Đấy, không dám vào gần quay. Bác kia đang cầm bình ga xịt. Đấy, bác đang cầm bình ga xịt vào kia thì cho nên là tôi không dám vào gần quay các bạn ạ. Nên là quay quay ở phải đứng ở xa này. Nổ thì chắc không nổ được, nhưng nhìn nó ghê thôi. Nhìn cầm bình ga ở trong lửa nó ghê thôi chứ nổ không nổ được, đúng không? Phải khuyên cao chứ, để làm thế này đừng bao giờ học theo như này. Khẩu như tôi nói nhưng mà đừng có nói như tôi làm. Thì xem tôi làm, đừng ai học theo. Đấy. Để anh thể hiện. Theo anh làm này có nguy hiểm không? Nào đang quay à, trả lời. Nói chung là nhìn nó ghê thôi, chắc là nó không chả ảnh hưởng gì đâu. Biết được à, phong mới biết đấy. Phong là biết ngay á. Mình gà to người ta còn nổ được. Nhìn mình làm thế nó ghê. Chắc thôi hôm nay mà đã làm một cái. Quay cái này là gặp cái này là mà sự nghiệp bình luận ác lắm đấy. Ác ấy nhỉ? Nổ mấy bình ngơ. Khả năng video đang lên hay ấy nhỉ? Nhưng nổ nhiều là quen rồi. Nổ 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 cái này cũng vớ mặt đấy. Đùa đâu. Cái bếp nhà bé nó còn tan hết được mà. Em chả tan một cái. Tan nhờ, chả tan nát luôn gì nữa. Tan đâu ráo ạ. Cái bình đâu nó gì nó tôi biết. Cái bình mới. Bây giờ bình ga này chỉ một lần thôi chứ. Nhiều người nó vẫn trước nó hay chiết xuất lại. Bây giờ cấm chiết xuất lại làm gì nữa. Một lần có cấm nhưng mà nó vẫn chơi lộ. Ừ, nó vẫn làm nhưng mà thằng em rể của mình chả làm cái này cái gì. To nó lại chiết xuất ra bình nhỏ. Ừ. Thì nó cố quá nó lại sơn lại. Cấm chiết xuất ga cho chiên xuất chiết xuất nó lại sang chiết lại. Con này chắc 15 phút được rồi nhỉ. Lên là quay chặt phá con lợn này mới là thích này. Bác nào là tí nữa là cao thủ. Bác này à? À đấy. Chuyên làm quay nó quay bán thì nó là cao thủ ấy. Cao thủ ấy. Và nó cũng phải gọi cao thủ ấy. Chuyên làm bán thì nó mới biết chặt này. Chuyên chặt lúc nào nó trả giá nhưng mà nó không đẹp như bọn nó à. Rồi 15 phút nữa thì quay lại cảnh chặt phá con lợn.